Chiều nay ngày 30 tháng 11, đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh đã chủ trì tiếp ngài Mark Dabur, đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ tại Việt Nam cùng các cộng sự thăm và làm việc tại Thanh Hóa. Tham gia buổi tiếp có đại diện lãnh đạo các sở ngành đơn vị liên quan, văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Thi vui mừng chào đón ngài đại sứ Hoa Kỳ Mark Dabur cùng các cộng sự thăm làm việc và tham dự đại hội thành lập Hội Hữu nghị Việt Mỹ tỉnh Thanh Hóa, đồng thời bày tỏ tin tưởng chuyến thăm sẽ đạt nhiều kết quả tốt đẹp. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh khẳng định, những năm gần đây, hợp tác về ngoại giao giữa Thanh Hóa và Hoa Kỳ ngày càng phát triển. Tỉnh Thanh Hóa luôn nhận được sự hợp tác hỗ trợ của Đại sứ quán Hoa Kỳ trên các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, đào tạo, các dự án phi chính phủ, phòng chống thiên tai và hoạt động nhân đạo. Thanh Hóa rất trân trọng sự hỗ trợ của các đối tác Hoa Kỳ, đặc biệt là sự quan tâm của cá nhân đại sứ đối với sự phát triển của tỉnh. Thông tin nhanh tới ngài đại sứ Hoa Kỳ về tiềm năng, lợi thế riêng biệt, truyền thống văn hóa lịch sử, tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Thanh Hóa, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh, Thanh Hóa đang tập trung cho phát triển, kêu gọi đầu tư, phát triển các ngành công nghiệp chế biến chế tạo với hàm lượng trí tuệ cao, thân thiện với môi trường, nông nghiệp công nghệ cao, phát triển du lịch y tế. Hiện các nhà đầu tư Hoa Kỳ đang tiến hành nghiên cứu, khảo sát các dự án trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa trong các lĩnh vực về hóa dầu, giáo dục và du lịch dịch vụ. Năm 2024, kim ngạch xuất khẩu của Thanh Hóa sang thị trường Hoa Kỳ ước đạt 745 triệu đô la Mỹ với các mặt hàng xuất khẩu chủ lực là dệt may da giày, máy vi tính, thiết bị điện tử, máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Thi trân trọng cảm ơn Đại sứ quán Hoa Kỳ và cá nhân ngài đại sứ luôn ủng hộ, tạo điều kiện để kết nối thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa tỉnh Thanh Hóa và các đối tác Hoa Kỳ. Đồng chí đề nghị ngài đại sứ và đại sứ quán cũng như các tổ chức của Hoa Kỳ tại Việt Nam tiếp tục hỗ trợ quảng bá hình ảnh, kết nối giới thiệu các nhà đầu tư, các doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế của Hoa Kỳ đến khảo sát, triển khai các hoạt động hợp tác đầu tư vào tỉnh Thanh Hóa, tạo điều kiện để Thanh Hóa đưa các sản phẩm công nghiệp, nông nghiệp tiêu biểu xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ, tiếp tục hỗ trợ giúp đỡ tỉnh trong đào tạo nguồn nhân lực, các dự án ODA, thúc đẩy các hoạt động hợp tác về giáo dục y tế cũng như các lĩnh vực khác. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Thi khẳng định, Thanh Hóa sẽ tạo điều kiện tốt nhất cho các doanh nghiệp, các nhà đầu tư đến tìm hiểu, triển khai hợp tác đầu tư, bởi sự thành công của các nhà đầu tư cũng chính là thành công, là sự phát triển của tỉnh Thanh Hóa. Ngài Mark Dabur, đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hoa Kỳ tại Việt Nam trân trọng cảm ơn sự đón tiếp chân tình nồng hậu của Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Thi và lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa dành cho đoàn công tác, bày tỏ ấn tượng về truyền thống lịch sử văn hóa của vùng đất xứ Thanh. Ngài đại sứ chúc mừng những thành tựu, sự phát triển mạnh mẽ của tỉnh trong thời gian qua, đồng thời đánh giá Thanh Hóa là địa phương có nhiều thế mạnh nổi trội để các doanh nghiệp, nhà đầu tư Hoa Kỳ nghiên cứu, tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư trên các lĩnh vực Hoa Kỳ có thế mạnh. Ngài đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hoa Kỳ tại Việt Nam đã thông tin thêm về những lĩnh vực hợp tác được ưu tiên và còn nhiều tiềm năng giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Các lĩnh vực đang được các doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế của Hoa Kỳ quan tâm như các ngành công nghiệp công nghệ cao, lĩnh vực bán dẫn, y tế, du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm. Đồng thời khẳng định, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam sẽ tiếp tục hỗ trợ tỉnh Thanh Hóa trong việc kết nối các tổ chức doanh nghiệp, các nhà đầu tư để hai bên thấu hiểu nhau hơn nữa, từ đó sẽ có các chương trình kế hoạch hợp tác sâu rộng hơn, hiệu quả hơn nữa trên tất cả các lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa, giáo dục và hoạt động nhân đạo. Qua đó, củng cố và làm sâu sắc thêm quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước Việt Nam-Hoa Kỳ.